với size đầm và cho em xin số điện thoại. Dạ, cộng với tối đa hai màu đầm, cộng size đầm và cho em xin số điện thoại nha. Chị Phương Suri thiếu mất số điện thoại, chị Ngọc Bình thiếu mất số điện thoại luôn. Hôm nay mình đặt hàng mà shop chưa gọi. Dạ, xíu nữa chị ạ, à, xíu nữa đặt lại cho em nha. Chị Hằng Nguyễn màu vàng với màu kem, và màu thứ ba của em đó là màu đỏ nhung, rất là đẹp. Hôm nay tất cả các mẫu đầm thì em đều bán với mức giá xả có hết, nhưng mà em phải áp dụng là cho những ai mà có chia sẻ livestream thôi. Dạ đây, và cái màu thứ ba của em đó là màu đỏ nhung. Mẫu đầm này thì em sẽ ướm lên cho mọi người xem nhé. Mẫu đầm này cái tay của nó sẽ như thế này, tay bồng rất là đẹp luôn, và thiết kế cổ chữ V, chất liệu cũng là phi bóng lụa, mặt rất là mát. Dạ, chị Thu Hồ chia sẻ livestream rồi, em cảm ơn. 65kg thì mình lấy cho em size L. Tất cả ba mẫu đầm đầu tiên em có ba size, size S, size M và size L. Dưới 50kg mình lấy cho em size S. Từ 50 tới 55kg mình lấy cho em size M. Và trên 55kg mình lấy cho em size L.